nay mình quay cận cảnh máy Cuba mới làm xong lúc là dời cát nha bạn, dời cát vài bữa tao bơm cát mới vô đây nè, tại tao vật liệu xây dựng á, bắt đầu tao dời hết này luôn nha bạn. Dời cát tao gom đóng lại cái bơm cát khác lên nha bạn. Ve này ta gắn hàm sống mút luôn cho nó ra xài cái méo. Nguyên cái hàm sâu luôn, quá trời sâu luôn. Này là chỗ vật liệu xây dựng các bạn. Quá trời sâu các bạn ơi. Chỗ này chứa cát rộng lắm nha các bạn, quá trời cao luôn, sâu dưới luôn nha các bạn. Thank you.
sâu các bạn, bạn trai sâu. Quá trời sâu các bạn ơi. Video tới đây mình bye bye các bạn nha. Hẹn lại video sau nha.